Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe Chia Ke dòng Road đua mà từ rất lâu rồi bên em mới về. Và xe được thương hiệu đến từ Mỹ bác nhé. Và đây là một dòng xe xuất Nhật. Vâng, thì với cái tông màu đỏ đen rất là sport. Toàn bộ khung sườn và đầu đúc trên xe là nhôm toàn phần. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, trên màn hình các bác, đây là một dòng mẫu của lòng Road Chia Ke mang thương hiệu đến từ Mỹ. Nhưng đây là một mẫu xe hàng xuất bên Nhật, model S130. Đây, các bác có thể thấy đây là tất cả những cái dòng chữ mà thị trường Nhật đang sử dụng rất là nhiều các nhé. Đây là bên tất cả dòng Chia Ke này và bên Nhật các nhé. Vâng, đây là một mẫu Chia Ke Road mang model S130. Các bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm về mẫu Chia Ke dòng đua này. Thì dòng Chia Ke này thì bên em đã từ rất lâu rồi, nó về được một chiếc dòng đua. Và cái dòng màu đỏ đen rất là mạnh mẽ và nam tính luôn nhá. Sport. Khung làm từ hợp kim nhôm, aluminum. Một khung nhôm siêu nhẹ của những cái dòng xe đạp thể thao. Xe tổng thể nó rất là đẹp các bác nhá. Em đánh giá khoảng tầm 90% xe. Đây là website chính hãng của dòng Chia Ke. Các bạn lên trên mạng để tham khảo thêm. Và xe có thông số size chiều cao đúng của nó là size 49. Thế là các bạn còn 1m6, 1m7. Vâng, em vừa gọi cho nhà xe rồi, họ không đi qua đấy đâu. Chỉ dừng ở trung tâm Bắc Ninh. Tủ phốt ghi đông của nhôm, chính hãng của Chia Ke. Rất sáng. Đây, cổ phút ghi đông chính hãng của Chia Ke luôn đó nhé, nguyên bản theo xe. Ghi đông của Chia Ke chính hãng. Vâng, xe được sử dụng với bộ tay lắp micro ship 8 tốc độ. Bên tay phải em cũng sử dụng bộ tay lắp của micro ship với 2 tầng đĩa. Sử dụng rất là mật và trơn tru. Xe được sử dụng với cấu hình phanh 3 mảnh. Mayer nhôm, nguyên bản theo xe. Vành chính hãng của Chia Ke các nhá. Vành nguyên bản theo xe. Vành nhôm hai lớp bản to. Và những cái dòng xe đua đồng cuộc mà trang bị cái bộ vành đua này đi xe rất là nhẹ, các carbon xe các nhá. Có lực chém gió đây. Bản to, lục chắn gió tốt hơn. Kích thước lốp 700x23C. Đây là kích thước lốp khá cơ bản của những dòng xe đua. Đùi đĩa nhôm còn rất sáng và bóng không nhá. Đây là đĩa nhôm của xe đây. Đặt đĩa Shimano chính hãng nguyên bản theo xe. Cổ phốt cũng của cọc yên của Chia Ke nhé, chính hãng bản theo xe. Đây là cái lót yên theo xe của xe mới về, cũng về theo xe luôn, em để nguyên. Còn bên trong yên đây cũng tháo bác xem, yên cũng là yên của Chia Ke, yên nguyên bản theo xe. Còn cái này là cái về theo xe, em mang để nguyên theo xe. Cái lót yên ngồi cho các bác đi rất là êm. Xe được sử dụng với củ đề Shimano, trang bị 8 tầng lip. 8 tầng lip đây, lip còn rất là mới, đây em quay cận cảnh cho bác xem này, lip fit còn rất là mới. Đằng sau cũng sử dụng với cặp Mayer nhôm, nguyên bản theo xe. Vành sau có vành Chia Ke, vành nhôm hai lốp, vành đổ, đấy vành đĩa. Và bây giờ mình chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ mình chi tiết hoạt động của xe. Lên lip. Rất là mượt mà thân chú nhá. Xích lip còn rất là mới của bản theo xe. Xuống lip. Mayer nhôm chính hãng của bản theo xe. Vành nhôm hai lớp của chính hãng Chia Ke.
bên đĩa này, đùi đĩa nhôm, đùi đĩa lên đĩa. Xe còn rất là mới nhá, em đánh giá tổng thể xe khoảng tầm 90% xe. Và đây là một thương hiệu đến từ Mỹ, dòng Chiake model F130, cũng là một model hàng xuất Nhật mà các bác em vừa giới thiệu qua. Và xe có giá rất tốt bên em bác nhá. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua Chiake mang thương hiệu Mỹ model F130. Vâng, xe đánh giá tổng thể 90% còn rất là đẹp. Vâng, xe giá rất tốt bên em là 6 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mời hẹn gặp lại trước ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ lên. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.